Vâng, xin chào các bạn đến với chế độ của mình. Hôm nay thì mình sẽ auto matching của người lạ nha. Vâng, mình quẩn thế điếu nào lại gặp gái nha bạn, trẻ kiểu gì luôn. Và bốn ba người này thì nó không phải là cùng một team nha, nó là khác team với nhau. Mình vào bằng kích vào ở cái phần tuyển người ở cái mục chat thế giới ấy. Đấy, các bạn vào đấy tìm người bắn cùng nha. Mình thấy nó hiện liên tục và toàn là map sandhog, không biết các bạn có chỉnh lại cái nút tuyển hay không. Nhưng các bạn nếu mà bắn map nào thì chỉnh cho đúng map đấy nhá. Chứ đôi khi mình thấy ấn vào những cái người tuyển map sandhog thì nó lại ra map illegal đấy. Thì mà cơ bản đa số các bạn toàn tuyển người bắn sandhog, không hiểu sao. Mình thì mình cực kỳ ghét cái map sandhog luôn, nó quá bé và thời gian diễn biến đất đấu quá nhanh, nó không có hay ho gì cả, thích hợp cho những con rắn trườn bò các kiểu, mình không thích như thế. Mình thích vác súng lên và bắn nhau thôi anh em à. shop.net.vn uy tín chất lượng, các bạn có thể mua ạc và thử vận may tại đây nha. Ủa, bạn này bay kỳ ạ, bay là chết rồi, bay là xuống sau rồi anh em ạ. À, bay như này là có cơ hội team bị hẹo rất là cao luôn, không biết bạn này muốn team rơi vào đâu đây. Có một team ngay cạnh mình luôn. Không phải là có một team mà có rất là đông luôn, chính xác là đông vãi cả trưởng luôn đấy. Có súng này, Súng luôn. may quá có súng to rồi. Ở gần mình có người này, knock này, căng vậy, Uzi cơ đấy. I got supplies. Trời ơi đông thế. Yếu này. Lại nóc này. Trời ơi đông vãi. Đông thật sự luôn đấy. Đông mà hết sửu đạn rồi. Nóc 3 này. Cứu 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 cứu. Tôi nóc hai thằng rồi, còn một thằng nữa. Nó đang cứu này. Cơi cơi. Giết nó luôn đi. Còn một thằng thôi. Liệu bỏ Đó. xuống đi bạn ơi. Cứu rồi. Hi hi. Cứu được cứu rồi. Trời ơi. Mẹ không có tính mạng cả. Mình không được tính mạng nhờ. Thôi, thế là được rồi. Ghê vãi trưởng ra chứ đùa đâu. Mà đâu đã cứu đâu mà không được tính mạng nhỉ? M4 không có luôn. Này. Gắt vãi cả Tôi có trưởng nhiều ra. x8 lắm rồi, ai lấy đây? Đâu 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 đâu, x8 à? Mình cần một cái thôi bạn ạ. Đấy, ngặt đi nhá, đây nhiều lắm. Mình biết là bạn nhiều rồi, bạn không cần phải quảng cáo đâu.
hết chưa bạn ơi, hết chưa bạn ơi, mình sợ quá, đông thế nhở? Hết rồi. Hết rồi à? I got supplies. Ở đâu có ấy nhở, SR hay M4 nhở? Chúng gì để bắn nhỉ? Đâu còn kìa. Trời ơi, mấy con boss thôi. Đâu quá. Mấy con boss thôi chị hai à. Hình như có vẻ là hết rồi nha bạn. Có vẻ rồi. Cũng chưa chắc là đã hết hay chưa. Nãy mình thấy khá là đông mà. Đâu phải ít đâu. Chính xác là nó đông vãi cả trưởng ra ấy. Chở mình với cậu ơi. Mấy nhỉ? Số 1, số 1, số 1. Số 1 này. Lái đi. Thua. Mình không biết lái xe đâu nha. Không biết luôn. Hả? Ngoại trừ việc mình không biết lái ra thì mình còn không biết bắn nữa. Và mình chỉ làm y tá thôi nha. Ôi trời ơi. Hai thanh niên kia đi xe còn ngã. Kìa, có bắn nhau kìa. Đó, đi đi kệ nó, vào thôi. Ở xa lắm. Bot bot bot. Nó chỉ là một con bot mà thôi. Ok ok. Bọn nó bắn đấy nhỉ? Trước mặt có người. Căng thế nhỉ? Chắc là ở mấy cái nó chạy đến đây này. Ngu rồi. Lia này. Đây đây, mình cứu bạn đây. Cứu đi. Thằng nữa ở đâu vậy? Lia rồi, ra cứu đi, ra cứu đi. Đại hồn. Nó có M4 không? Sang lúc mà bóng gì? Đi sang cầu hay bơi? Sang cầu hay bơi đây mấy chị hai à? Bơi. Ui, ui, ui. Cái gì đấy? Nó té một bể đồng. Đi thì chết. Lại là bơi à? Nó lại hợp lý vào lờ luôn. Bơi thì bơi. Ma bảo nó không cho.
đi đầu chứ. Bơi này trông có vẻ vui nhỉ. Ủi đau thế thằng này không? Giờ muốn bắn khẩu này lại không có đạn. À đây rồi. Ôi bọn kia cúp to ấy, ca ca khủng các kiểu. Thằng này ngã xe phát nó nằm đây luôn. Rồi xong. Ui. Ui căng gì. Đâu vậy? Hình như hướng SE đấy bà ơi, hướng SE nha. Ui. Thôi 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 thôi, sao sao. Nóc một này. Vãi nồi ạ, két mạng mình không? Cho tôi một một bịch. Đùa, két mạng của mình không? Máu hả? Đặc biệt không? Ui, nhiều đấy. Giữ đi, giữ đi. Chết rồi này. Đùa, két kill của mình rồi. Cái cục ghê vậy đó. Hình như nó chạy bo qua mình rồi phải không? Không phải. Tôi mua đi đâu á? Đi lúc đồ má ơi. Ui căng á. Chết sạch rồi. Một thằng trong cái nhà ấy nữa. Nóc này. Điều đúng không? Không, chỉ mới confirm mà thôi. Và bây giờ mình chỉ muốn chạy bo thôi. Không chơi ngu nữa. Giờ mình là quá đủ rồi. Bo thôi các bạn trẻ. Ui các bạn trẻ trong bo này à. Căng vậy. Xong. Ô, xong luôn này. Vai trưởng còn mỗi thằng này. Ô hô. Thật là khó hiểu đó mà. Sao bọn này nó lại làm nguyên team trong cái nhà đấy rồi. Câu chuyện còn lại của bọn mình là chỉ clear nốt team đấy nữa mà thôi. Thật là khó hiểu.